cập nhật tình hình COVID-19 cả nước. Cầm côn nhị khúc, chửi bới rồi đập phá chốt kiểm dịch COVID-19. Người đàn ông cầm côn nhị khúc, liên tục đe dọa, chửi bới, phá hỏng hàng rào thép gai và một số đồ dùng tại chốt kiểm dịch COVID-19. Công an huyện Ba Vì đang tạm giữ ông Hát, 41 tuổi, trú tại Ba Vì, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Hôm 5 tháng 8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Cam Thượng, ông Hát có hành vi dùng gậy sắt, côn nhị khúc đe dọa, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Người này còn phá hỏng hàng rào thép gai và một số đồ dùng tại chốt. Ngoài ra, công an quận Cầu Giấy cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý một trường hợp có hành vi thông chốt, kiểm dịch, tông bị thương một cán bộ công an. Theo đó, chiều 6 tháng 8, tại chốt kiểm soát phòng dịch số 10 nút giao đường Hồ Tùng Mậu, Dương Khuê, tổ công tác phát hiện An Quận T 19 tuổi, trú tại Đan Phượng, làm nghề giao hàng tự do, đi xe mô tô tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng T không chấp hành mà điều khiển xe mô tô lao thẳng vào ông Nguyễn Duy Khánh, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận Cầu Giấy. Hành vi trên khiến ông Khánh bị thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 198 Bộ Công an. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.